Bích Phương tuổi 31, cát xê 100 triệu, tậu xe 4 tỷ vẫn bị mẹ khịa. Ca sĩ Bích Phương nhận được nhiều tình cảm từ công chúng trong suốt những năm cống hiến vì nghệ thuật. Ở tuổi 31, nữ ca sĩ có sự nghiệp và khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên cho đến giờ cô nàng vẫn chưa công khai chuyện tình cảm, khiến cho không chỉ fan mà mẹ của cô nàng cũng lên tiếng than thở. Không chỉ là một giọng ca ấn tượng, Bích Phương còn thường xuyên gây bão mạng xã hội vì quá mặn mòi. Người đẹp còn có bà mẹ vô cùng hài hước, chăm cà khịa bóc phốt tật xấu của con gái. Đồng thời không quên rao con trên mọi mặt trận khi mãi chẳng thấy có người yêu. Ở tuổi 31, dù vẫn độc thân nhưng Bích Phương đã có được chỗ đứng trong làng giải trí Vbiz, có cơ ngơi đàng hoàng, đậu xe sang xịn. Cô nàng vẫn luôn là quý cô độc thân vui tính của showbiz Việt. Song với bố mẹ của nữ ca sĩ này, chuyện con gái đến tuổi cặp kê vẫn chưa muốn lấy chồng lại là vấn đề khiến họ không khỏi nóng lòng. Nổi tiếng là người hài hước, vui tính, mẹ Bích Phương khiến fan vô cùng thích thú với những màn dục con gái lấy chồng siêu bá đạo. Chính mẹ ruột của Bích Phương đã có một màn dục con lấy chồng khiến nhiều người hâm mộ phải cười ra nước mắt vì quá bá đạo. Trên trang cá nhân của Bích Phương đã chia sẻ một bài viết khoe khả năng chơi bắn trứng, một trò chơi trên thiết bị di động từng làm khuấy đảo tuổi thơ của thế hệ 8X9X. Cụ thể giọng ca Đi Đu Đu Đi viết: "Cuối cùng cũng có một thứ cho tôi cảm thấy mình là thiên tài, mình thành công như một quán tính, mình ở trên người khác một cách thư giãn không cần cố gắng, đó chính là bắn trứng." Song điều làm người hâm mộ theo dõi bài viết này của nữ ca sĩ 31 tuổi đều phải chú ý chính là phần bình luận siêu bá đạo đến từ mẹ Bích Phương. Theo đó, phụ huynh giọng ca Đi Đu Đu Đi viết: "Rảnh quá hay là đi lấy chồng đi, hết trứng ở đấy mà bắn." Ngay sau khi xem qua bình luận của mẹ Bích Phương, nhiều cư dân mạng đều được một phen phì cười. Có vẻ như việc cô con gái lớn trong nhà ung dung chưa muốn lấy chồng đã khiến mẹ Bích Phương vô cùng sốt ruột, phải vào tận trang cá nhân để dằn mặt cực gắt. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên mẹ ruột của Bích Phương công khai thúc giục con gái lấy chồng. Vốn nổi tiếng là người trẻ trung, vui tính và lầy lội, mẹ ruột Bích Phương sở hữu cả một bộ sưu tập bài viết và bình luận công khai cà khịa con gái, khiến người hâm mộ theo dõi đều phải cười ra nước mắt. Màn tương tác của mẹ con ca sĩ Bích Phương đang là tâm điểm nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Nhiều fan cũng thi nhau đứng về phía mẹ Bích Phương, thúc giục nữ ca sĩ 31 tuổi mau chóng tìm được lang quân. Nổi tiếng sau cuộc thi Việt Nam Idol năm 2008, Bích Phương đã có những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Cho tới nhiều năm sau, người đẹp chinh phục chặng đường âm nhạc của riêng mình với loạt bài cực hit như Bao Giờ Lấy Chồng, Gửi Anh Xa Nhớ, album Tâm Trạng Tan Hơi Chậm Một Chút, khiến khán giả không khỏi thốt lên bởi nhan sắc đỉnh cao của cô nàng sau lần tái xuất. Câu nói gừng càng già càng cay quả không hề xài đối với Bích Phương. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cô trở thành nữ ca sĩ đắt xô nhất nhì thị trường âm nhạc Việt Nam. Thế nên cát xê của Bích Phương cao ngất ngưỡng trong giới nghệ sĩ là điều dễ hiểu. Có nguồn tin cho hay, giọng ca Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi thu tới 278 triệu đồng tiền thù lao chỉ trong một show diễn. Bên cạnh đó cũng có nhiều đồn đoán cô nhận được khoảng 300 triệu đồng khi tham gia hát mừng đám cưới. Vào năm 2018, nữ ca sĩ cũng khiến cư dân mạng mê tít khi sắm cho mình chiếc siêu xe có giá lên đến 4 tỷ đồng. Đây đúng là quả ngọt dành cho Bích Phương sau những cố gắng của chính mình trong nhiều năm qua. Hiện tại người đẹp cũng có cuộc sống ổn định, sung túc và được người yêu mến dõi theo. Hiện tại, Bích Phương vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật để mang đến cho người hâm mộ những ca khúc ý nghĩa, chất lượng. Tình cảm của hai mẹ con vô cùng khăng khít, coi nhau như những người bạn, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau. Điều này khiến cho cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ.